Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Mình là Lộc, kính chúc các bạn có một ngày mới an lành và nhiều sức khỏe. Hiện tại thì mình đang ở chỗ Viện Hải Dương học. Cái này là của thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Bây giờ đang đứng đợi anh Tư, anh mua vé nha. Ở đoàn mình thì bữa nay sẽ đi tham quan chỗ này. Đây đoàn bữa nay tới Nha Trang Viện Hải Dương học nha. Rồi chúc mừng năm mới quý vị nha. Rồi con chúc mừng quý vị đi. Chào cô bác, cậu dì, chú thím đi. Con nói chào lắm. Chào mọi người. Giơ tay lên. Vô. Rồi. Em đưa lên. Rồi. Bốn chục. Đây lên. Anh Diêu anh. Cái bé hồi nãy thì rất là thích lên YouTube mà không quay là về thế nào là cũng nhõng nhẽo à. Cho nên lần này đi thì mình sẽ quay bé nó cũng được mấy lần. Mà giá bé vô là 40 ngàn một bé nè. Quà này không còn cá này, chắc cá voi quá, rất là bự. Cái diện này thì đó giờ mình cũng chưa vô lần nào hết. Hồi nãy vô thì cái khúc đầu ở ngoài cổng mình thấy xe quá trời luôn. Hồi sáng thì đoàn mình đã ghé chùa Long Sơn rồi, sau đó thì ghé đi ăn sáng. Ăn sáng xong rồi giờ đoàn mình sẽ ghé thăm ở chỗ Hải Dương học này nữa rồi sẽ về Sài Gòn nha. Không ai đi cũng mấy bữa rồi. Nhưng mình thấy người ta chụp hình quá trời rồi. Cái này là hàm cá mập. Mình thấy mấy bạn nhỏ nhỏ vô đây rất là thích luôn. Nó toàn là cá lạ lạ không à. Mà vô đây mình nhìn thấy mấy cái xác này mình thấy cũng không thích lắm nữa. Mình thích cá mà lội lội kìa. Này bò biển. Cái này đi ban ngày không sao chứ mình nghĩ đi buổi tối chứ cũng hơi ớn ớn. Cái này hải cẩu đớm nha. Nó đa phần có chữ hết trơn. Bên đây hình như là cá mập. Nó nhiều khi mình thấy mấy con cá này nó cũng khổ quá. Đâu có ngủ nghỉ được gì đâu. Cứ bị chụp hình suốt. Anh chị với các bạn nhóc này cũng ở trong đoàn. Bơi được không chú? Chú dám bơi à? Cái con lớn nó nằm dưới ngủ hết trơn. Thôi đợi chú chừng nào chú 90 tuổi đi chú nhảy xuống liền chứ giờ chú còn trẻ quá. Cái đường đi nó hơi bị lòng vòng nhá. Nó đi quẹo phải qua là cá sấu, qua cà. Rồi trái thì đi qua bên sinh vật, kỳ thú. Các bạn đi thêm mấy bạn chỉ dẫn chứ không rồi đi lạc á. Đây mình thấy xây dựng gì tùm lum hết trơn, còn đang xây nữa. Nó phía trước mặt là bãi đậu xe nè. Đây bằng cái lá bàn nó rụng quá trời luôn. Nó thường thường thì hình quảng cáo thì rất là đẹp. Nhưng mà khi mấy bạn vô mấy bạn coi tận mắt thì có thể là nó không bằng nha. Với mình quay camera nó cũng hơi dở nữa. Các bạn coi phải coi tận mắt kìa. Còn nếu mà có điều kiện thì mình nghĩ tốt nhất là lặn xuống biển coi nó sẽ phê hơn. Chứ còn cá mà nuôi trong chậu thì mình cũng không thích lắm. Nó còn trước mặt mình đang xây nữa nè. Nó cái hình đang hoàn thiện đó. Nó nhìn thấy cũng rất là đã nha. Xe kiểu này chắc giá vé sẽ lên nữa. Ở cái chỗ này mới đầu mình cứ tưởng là cái hướng đi ra ngang chỗ nhà vệ sinh nha. Nhưng mà bên trái thì nó để cái bảng sức sống đại dương trong đường hầm xuyên núi rồi mình mới đi lại đây.
Chứ tại thường mấy cái hẻm hẻm gì đi thì hay ra cái hướng ra nhà vệ sinh lắm. Như thấy mấy người nữ đi ra là tưởng nhà vệ sinh nữ. Nó đi rất là vòng vòng luôn. Rồi này có mấy cái bông giấy nở rất là đã luôn nè. Cái này mình đi buổi sáng nha. Chứ cái này nếu mà bạn vô buổi trưa nó sẽ hơi nắng. Nên vô cái đường ngầm này nó hơi tối một tí. Này coi cá này, cá gì? Cái này là cá lịch khoang đen. Nó có để tên ở trên. Nó chỉ để thông tin đó. Mình thì mình coi cái hình đó. Mình thì đó giờ làm bếp mà mình nhìn thấy con cá là đầu tiên mà mình sẽ liên tưởng tới là nấu món gì không. Hoặc là cái chất thịt nó như thế nào. Nào, ở đây còn đẹp. Này là tôm bác sĩ nha. Nó có mấy cái rau. Mấy cái này phải sứa không? Phải có sứa không? Không biết. Ở phía bên phải nó có để thông tin nè. Nói chứ mình nhìn vô mình cũng chả biết con gì á. Tại vì đa phần là toàn mấy con lạ lạ không mà. Chứ còn nếu mà mấy con mà bình thường ăn hàng ngày, thường gặp hàng ngày đâu có vô đây được. Đây này là cá nóc chuột chấm son nha. Nó cái mỏ giống, hơi giống con chuột một tí. Nếu mà tính ra thì mình chỉ thích trồng cây à, chứ còn nuôi cá với nuôi chim mà mình không khoái lắm. Tại vì thấy nó bơi có chút xíu là nhìn thấy nó tù túng. Chứ còn phải cho ăn nữa. Không cho ăn là bữa sau ngã ngửa liền. Còn trồng cây thì nó thoải mái hơn. Nhiều khi mấy bạn bỏ cây từng lấy nửa tháng đâu có sao đâu. Nó này cá bò đuôi én. Nó còn giải bên phải nữa. Mình coi bên này. Còn bên đây là cá mặt quỷ. Rồi nó trốn nó mất tiêu rồi. Có con nào lộ lộ thì dễ thấy nha. Còn mấy con mà nằm sắp rồi. Nó hòa với hoàn cảnh này. Thằng này như là chuyên gia săn mồi với trái biển. Nó này là cá bàn chài sọc to. Cá khoang cổ đỏ. Thấy con này cái mình nhớ tới phim Đi tìm Nemo vậy đó. Còn bên đây là họ tôm mũ ni. Biết có để lộn cái này nhìn thấy mấy con cá mà. Này có con tôm đứng. Này hả tôm cá chung mình cứ tưởng là để lộn biển hiệu thôi mà. Có con tôm nhìn thấy khó thấy nha. Này cá khoang cổ đen đuôi vàng. Có điều cái không gian này mình thấy nó hơi hẹp nha. Phải nó rộng rộng chút xíu để nó thoải mái. Nhìn thấy nó hơi ngọt. Tôm hùm Alaska. Ở cái món này cũng nổi tiếng nè. Tôm hùm Alaska với cua hoàng đế. Mình thấy bạn YouTube hay làm cái đó. Đây là cá thia đồng tiền 3 chấm. Trời, nó quay nó phản xạ cái hình mình luôn. Này san hô mềm. Rồi đây có mấy cái bông giấy nở rất là đã luôn. Còn mình khoái mấy cái bông giấy ngũ sắc nha. Thường thường thì ghép ngũ sắc nhưng mà ít ra được 5 màu lắm nha. Nó bị xui thì nó ra có 2 màu hoặc 3 màu cũng có nữa. Còn hơi này dính hết thì nó mới ra 5 màu thôi. Chỗ này mới tưới nước nhìn nó bị ướt nè. Sơ sẩy ngồi lên cái là ướt đít liền. Cái này mình thấy giống như là cái chậu mới nhét vô á. Chứ còn nếu mà bông giấy mà trồng xuống cái bồn bự gì nó ra lá mà cái gì nào ra bông đó. Nó cái diện này khá là lớn nha. Nãy giờ đi vòng vòng không mà. Rồi đây có cái hồ nó biết nuôi con gì nữa. Giống trữ nước quá. Hoặc là chưa có hoàn thiện.
này như đi vô cái đường hầm đó, đi đường hầm xuyên núi. Ở bên ngoài mình có cái núi nhỏ đó. Này là hoàng đảo Hoàng Sa với Trường Sa, quần đảo nha. Và cái này là tài nguyên đảo. Cái này nguyên con rùa luôn, nãy mình coi cái phần đít mình không biết. Hồi nãy giờ nếu tính ra đi vô đường hầm hơi nhiều. Nó bà thấy người tham quan rất là nhiều luôn nha. Hồi nãy cái bãi xe là mình thấy đổ chật kín luôn. Ở cái này trai khổng lồ. Ủa này sao có con miếng mà mình nhớ con thượng trai nó tới hai mặt luôn mà. Có mấy con cá nhìn rất là đã luôn. Này chắc mấy loại bỏ vô quá. Rất là nhiều nha, mình chỉ giới thiệu sơ sơ. Nó có dán tên đó, nhiều cái chữ nhỏ xíu mà nhìn không thấy đường luôn. Nhà phía bên phải anh có cái bản đồ không? Cái bản đồ biển Việt Nam. Mà mình quay nó hơi bị chá là nha. Và bên trái mình có con cá rất là bự. Và này cá thu sông. Nhiều cái tên mình thấy dịch ra nó hơi sao sao á. Giờ này cá khoang cổ Nemo đó. Hồi nãy giờ mình thích con cá này nè. Cái kiểu này nó nhìn rất là đã luôn, bong bong luôn, màu sắc. Này thông tin của nó nha, tiếng Việt có, tiếng Anh có. Cái này là cá ngừ vây ngực dài. Nếu mà tính ra mình thích những cái con cá nhỏ nhỏ lội lội vậy nè. Chứ còn mấy cái tiêu quản bự bự nhìn nó giống là cái xác chết nè. Này là trụ bể Arilic nè. Con cá này nó bị dễ dãi hơn cá kia. Vậy con này chắc mình nghi chắc đi tắm biển luôn quá. Mất một đốm luôn. Con với con này mình nhớ tới mấy con gà. Mấy con gà với mấy con vịt. Nuôi chung là hay bị xỉa lông, xỉa cổ, mổ lũng đầu luôn cũng có nè. Người con nào cụ bắp này sẽ bị ăn hiếp thôi. Bởi vì mấy bạn thấy con nào mà đầu đàn á, là cái con đó lịch sự đẹp trai nhất á. Còn một mấy con cụ bắp thì nhìn nó thấy gầu lắm. Này là cá rạn san hô nè. Nên mình thích những cái cảnh như vậy. Không có đèn màu được xuống đây. Cái điều đi xuống đây thì nó hơi ngọt một tí. Rồi mấy bạn nhỏ nhỏ đó là thích cá luôn. Mình nhớ hồi đi học á, cái có cái chú mà bán cá đó, ổng hay đậu ở trước cổng trường á. Mà cá mà nó vô bịch mũ á là nhìn rất là đã luôn, nhìn con cá to sáng mà đẹp nữa. Nhưng mà khi mấy bạn nuôi về chưa chắc nó sống nữa. Với hai nó bỏ vô cái chậu kiến mà phải thay nước thường xuyên rất là cực. Mà đa phần thấy cá là thế nào cũng phải mua thôi. Cá, chim rồi. Hồi đó mình mê mấy món lắm. Nhưng mà thường thì nuôi về sống không có lâu. Hoặc là quên cho ăn, quên thay nước rồi chừng tuần lễ là nó đi hết rồi. Bởi vì mỗi lần mà mua về nó hay bị la đó. Nên mấy con cá nhỏ nhỏ này nhìn rất là đã luôn nha. Có điều người đi đông quá nên quay dính người hơi nhiều. Nó
bơi như là nguyên một cái đàn lóc rồi. Nhìn mấy con này của mình nhớ tới cái bầy rồng rồng và con của cá lóc á, là hay nó đi nguyên một đàn vậy. Này mình đi chung với ông Bảy nha. Ông Bảy thì rất là thích vô ăn. Ôi con cá cái môi nó quá đầy đã luôn. Mình nhớ có một bạn diễn viên cái môi cũng giống giống vậy. Quên tên mất tiêu rồi. Nó vô đây là cá mập nha. Cái đường hầm này bằng kiến. Là thấy cá nó bơi bơi đó. Nhìn nó hơi bị mờ cái làm như nó bị tối vậy. Mắt thường thì thấy được chứ còn mình quay phim thì nó bị chói đi. Với thêm cái đèn một phần nữa. Nè bên đây nè. Nhìn như có cá đuối nè. Không biết cá đuối gì mà không biết nha. Còn cái chú này đang đẩy thức ăn cho cá. Cái vô đây mình thấy nó hơi ngập ngập tí. Mình thì mình thích những cái không gian nó thoáng đãng, nó rộng kìa. Chứ còn mà vô mấy cái đường hầm là không khoái lắm. Bên ngoài mình thì có bán nước rồi nha. Còn nếu bạn đi vệ sinh thì hướng bên trái. Rồi cái chú này nãy giờ đi lại tới đây rồi. Còn đây mình sẽ đi thẳng vô cái tòa nhà này luôn nha. Cái này nó như là điểm cuối thôi. Cái này là khu trưng bày đa dạng sinh học. Cái tên mình cũng... cái tên khá là trừu tượng. Ở đây mình thấy đặt tên nó sao sao á. Ở đây cũng mấy cái xác nè. Xác cá. Ở đây mình thấy tới mấy tầng nữa nha. Có treo con cá bự chảng luôn, không biết cá gì. Nhìn thấy giống cá mập quá. Cái này treo cá mập hơi nhiều nha. Còn như là san hô cũng có cá, có rùa nữa nè, đủ kiểu đó. Cái này phải đi ra biển lặn thì mới đã. Ở đây mình thấy đa phần toàn là mấy cái mô hình không à. Rồi clip mình kết thúc tại đây. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn lại các bạn trong clip khác.